ma tài phiến xuất hiện cực kỳ điển trai trong tiệc sinh nhật kề cận tình tin đồn Mỹ Tâm. Tối ngày 25 tháng 5, ma tài phiến đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật riêng tư cùng bạn bè. Nam diễn viên khiến dân tình trầm trồ khi xuất hiện với ngoại hình điển trai nam tính. Có thể thấy sau khoảng thời gian để tóc dài, theo đuổi phong cách già dặn, thì anh đã tút tát lại ngoại hình và lấy lại vẻ điển trai vốn có. Nụ cười mà lấm thương hiệu cùng thần thái lịch lãm của ma tài phiến làm ai nấy đều khó lòng rời mắt. Đáng chú ý, trong ngày đặc biệt của nam diễn viên sinh năm 1991, tình tin đồn Mỹ Tâm của anh cũng xuất hiện, cặp đôi thoải mái cười đùa, đứng sát cạnh nhau khi chụp ảnh cho thấy mối quan hệ thân thiết, bền chặt, dù hơn nhau cả chục tuổi. Nhưng giữa họ dường như không có sự cách biệt về ngoại hình, thậm chí một số cư dân mạng còn nhận xét rằng Mỹ Tâm nhìn nhỏ bé và nữ tính hơn mỗi khi đứng cạnh tình tin đồn. Trước đó, nàng họa mi tóc nâu và mai tài phiến nhiều lần dính nghi vấn hẹn hò khi không chỉ công khai xuất hiện cùng nhau trong hầu hết các sự kiện mà còn bị người qua đường bắt gặp về quê ăn Tết cùng nhau. Giọng ca đúng cũng thành sai từng cho biết cô thích tìm tin đồn ở sự hiền lành, dễ thương, chu đáo và cực kỳ hiểu chuyện. Nữ ca sĩ cho rằng anh không làm hao tổn đến mình, lại càng không xin xỏ gì nên việc cả hai tiến đến với nhau cũng không phải điều gì lạ. Về phía mai tài phiến, anh khá kiệm lời và kín tiếng về đời tư nên rất hạn chế nhắc đến nghi vấn hẹn hò cùng Mỹ Tâm. Tuy nhiên, từ những cử chỉ và hành động của nam diễn viên có thể thấy anh luôn coi trọng mối quan hệ với Mỹ Tâm và đặt cô ở vị trí ưu tiên. Khán giả luôn hy vọng rằng Mỹ Tâm mai tài phiến sẽ thoải mái hơn trong việc công khai mối quan hệ với đối phương và sớm báo tin vui cho công chúng.